chào các bạn, mình giới thiệu với các bạn là cây kìm tuốt dây điện, tuốt hay là tước, gọt vỏ hay là bóc vỏ của dây điện. Thì sử dụng ở đây kìm là cầm tay nhỏ nhỏ như thế này thôi, nên là nó sẽ có cái phạm vi ứng dụng của nó nằm trong khoảng của nó thôi. Tức là cái dây điện của mình cắt này, mình cắt trong cái khoảng đường kính nhất định thôi. Thì vào chi tiết, tức là bản mình có hai loại là cắt và bấm. Tuốt dây điện là cái này. Đây, cán thì cán cách điện hạ thế. Cái này mình dùng cho điện hạ thế, điện gia đình được, điện trên xe ô tô được, trừ một số trường hợp sử dụng cho điện cao thế, cao áp, cao áp ở trong xe ô tô thì cái này không dùng được. Mình dùng trong dưới 220 cho 220 độ lại thôi. Đây, cái cán của nó mặc dù cán của nó cũng có cái phần ngáng để cho tay mình đỡ tuột xuống đây, nhưng mà mình sẽ không dùng cho như hành xử với nó, giống như một cái kìm cách điện mà mấy video trước mình có nói. Ở trên đây nó có một cái lò xo để bảo đảm là cái kìm nó luôn nó nhá ra thôi, nó há ra. Thì cái con vít đây, nó có con vít này mình để điều chỉnh được cái độ mở, độ cái cắt giới hạn của cái lưỡi. Thì trong trường hợp này, khi cắt như này nó sẽ cắt luôn, khi bấm như này mình để này nó sẽ cắt hết luôn, đi hết luôn để mình cắt dây. Cắt như này. Đó, cắt. Như vậy thì chức năng đầu tiên của nó này có thể cắt được, nhưng mà chính của nó sẽ là dùng để tuốt dây. Tuốt dây thì mình phải điều chỉnh cho cái con vít này. Này. Con vít thì nó sẽ điều chỉnh cho cái độ mở của này. Đây là mình điều chỉnh này. Mình nhìn thấy cái khe hẹp ở đây ha. Mũi này. Mở này. Thế nó mở ra. Đó, điều chỉnh mình đừng có bóp này mạnh quá, bóp mạnh quá thì tự mình làm khổ mình. Rồi. Tức là mình thấy cái lỗ nó há lớn dần, tức là đường kính của cái dây điện lớn dần. Đó. Bây giờ đây với cái dây điện này. Đây đường kính của cái vỏ nó cỡ khoảng 2 ly, nhưng cái lõi của nó không tới, nó lõi cỡ khoảng 1 ly thôi. Thì mình sẽ chỉnh. Chỉnh ở đây. Giờ mình sẽ bóp nó lại. Cho thu nhỏ lại, cho nó cỡ khoảng ly thôi. Mình mà tiết kiệm cắn quá thì nó sẽ cắn vào cái dây. Còn này được rồi ha. Còn cái này đi ha. Vậy đi ha. Đó. Thì nó sẽ bấm được cái dây mình đang có mẫu ở trên đây. Ha. Bỏ vào đây. Bấm đầu dây. Xong. Đơn giản rồi. Nó không phàm vào cái dây nào hết. Bấm một cái nó sẽ cắt một cái lớp vỏ bên ngoài, rồi mình kéo nó ra vậy thôi. Đây là thao tác được coi là đơn giản nhất, nhanh nhất. Nó khác với một vài loại kìm bấm tuốt dây tự động. Tự động tức là mình bấm cái nó sẽ tuốt, nó rút ra luôn. Thì cây này không, nhưng mà nó như là tùy theo ứng dụng khác nhau thì mình sẽ dùng cái cây khác nhau. Rồi sau khi mà mình bấm, mình tuốt xong, mình có thể muốn cắt thì mình cắt bỏ thì mình sẽ phải đưa cái này nó sát lại, làm lại ha, sát lại, nó rút đây là đây, sát lại. À, yeah, ok, như vậy là nó sẽ cắt này. Mình mở tí nữa để nó sát luôn thì nó sẽ cắt đứt luôn. Cắt đẹp rồi. Trên bàn đây mình còn cái kìm, đó là cái kìm bấm. Thank you.